Chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục quay lại bài tập số 10 đo nhiệt độ hai kênh dùng LM35 hiển thị trên hai led bể đỏ có nút nắng để chuyển kênh một nút nắng. Bây giờ mình sẽ đưa ra lưu đồ cho các bạn. Đầu tiên khi bắt đầu thì mình chúng ta sẽ cũng làm như bình thường thì khởi tạo ADC khác với một khi rồi chọn sung clock, chọn kênh rồi khởi tạo bọt và đấy khởi tạo các biến mà chúng ta dùng. Rồi sau đó mình sẽ tắt hai led bể đoạn rồi đi. Khi chúng ta bấm nó trẻ lên nguồn á thì hai led bể đoạn này mình sẽ tắt đi, rồi sau đó mình sẽ hiển thị cái LM2 trước nha các bạn. Hiển thị LM2 mình gọi một cái hàm con LM2, cái hàm này xong đó mình sẽ giải thích sau. Rồi sau đó mình sẽ giải mã. Đấy, giải mã rồi sau đó mình sẽ kiểm tra cái đây là nhiệt độ LM2 được hiển thị. Rồi sau đó mình sẽ kiểm tra cái nút nắng. Có nút á, nó đúng á thì mình sẽ kiểm tra một cái biến để nếu một cái biến này á, nó bằng không á thì mình sẽ hiển thị LM2, hiển thị cái nhiệt độ của LM2. Rồi nếu cái biến này nó không bằng không á thì mình sẽ hiển thị LM1. Và sau khi thực hiện xong á thì mình luôn luôn quay lại kiểm tra thử có nhấn nút được không. Đây cái này chúng mình giải thích sau. Đây kiểm tra nhấn nút không. Rồi nếu mà nó không nhấn nút á, nếu mà không nhấn nút á thì mình cứ kiểm tra. Nếu K bằng 1 á thì mình sẽ hiển thị LM2. Đấy, nó khác với cái đây. Nếu K bằng 0 thì mình mới hiển thị LM2. Còn bây giờ là nếu không nhấn nút á, nếu K bằng 1 thì mình vẫn hiển thì mới hiển thị LM2. Còn ngược lại, nếu K khác 1 á, hay K bằng 0 ấy, mình để K bằng 0 á thì là mình sẽ hiển thị LM1. Rồi sau đó mình sẽ quay lại kiểm tra đều có nhấn nút không. Rồi sau đó mình kết thúc. Kết thúc là mình sẽ quay lại kiểm tra cái hàm vòng lẹt này, vòng lẹt quay này hiển thị LM2. Đấy, bây giờ mình sẽ để nói về LM, về cái hàm LM ấy thì mình cũng lấy trong sách thôi thì thực hiện chuyển đổi chia lấy nhiệt độ trung bình, mình thực hiện chia nó 100 nha các bạn, nhiệt độ trung bình được xử lý hệ số chuyển đổi. Và mình sẽ gán K bằng 1 đối với cái LM2 và gán K bằng 0 đối với LM1. Mình nghĩ là sao đó mình sẽ giải thích sau. Đấy, bây giờ mình sẽ để đưa chương trình. Đấy thì hỗ trợ thư viện, hỗ trợ bit chúng ta dùng. Rồi các bạn nhớ divide ADC 10 nha các bạn, 10 bit. Đấy, xong. Rồi nút on thì mình gắn vào trong B0. Mình khai báo một cái mã để hiển thị led bể đoạn đây. Khai báo hai cái biến in 16. Hai cái biến này là hai biến gắn cho cái nhiệt độ chúng ta hiển thị đấy. Đây đấy. Rồi. Đây cái hàm giải mã. Hàm giải mã là sao? Hàm giải mã thì giải mã trục và đơn vị. Đầu tiên giải mã 1 là dành cho cái LM đầu tiên là LM1. Gán cho mã người ta không chia cho 10 chia lấy dư lấy 10 chia lấy nghiêng để hiển thị sang led bể đoạn ấy, quá bình thường với các mọi người rồi. Thì giải mã 2 là dành cho con led con cái LM thứ hai, nhiệt độ thứ hai thì mình sẽ dùng biến KV1 ấy. KV1 là dành cho nhiệt độ thứ hai. Đấy, rồi hàm hiển thị lúc này đây, hiển thị lúc này mình sẽ dùng led bể đoạn, hiển thị sang led bể đoạn thì mình sẽ sử dụng led bể đoạn quét nha các bạn. Sử dụng led bể đoạn quét thì đấy, A bút xe trục, hàng trục mình đưa chân D1 cho chân D1 này xuất dữ liệu, rồi delay, rồi tăng không cho phép nữa. Rồi sau đó mình sẽ xuất đơn vị cho phép chân D0 này, rồi delay, rồi không cho phép chân D0. Đấy, rồi cái hàm LM1 như thế nào? Hay từ từ, hàm LM1 á thì ở này mình sử dụng hai cái nhiệt độ, thì mỗi cái nhiệt độ thì mình mỗi cái nhiệt độ hiển thị á, thì mình sẽ sử dụng một cái hàm LM. Cái hàm LM1 á là dành cho cái LM nhiệt độ thứ nhất hiển thị. Nghĩa là mình xếp ADC channel ấy, cái kênh đầu tiên. Đấy là ADS N0 dành cho channel. Rồi mình gắn biến KV0 bằng 0. Rồi mình chia nhiệt độ cái hàm for i bằng 0 100 ngày làm chạy 100 lần để mình lấy nhiệt độ cho đúng nha các bạn. Để 100 lần nó làm việc như vậy thì cái biến KV0 này nó sẽ lấy 100 lần. Thì chúng mình sẽ chia ra một cho em thì trung bình nó thì sẽ được đáp án là chính xác nhất. Đấy, các bạn chú ý cái hàm hiển thị này, hàm hiển thị ấy các bạn phải để trong hàm for này, bởi vì hiển thị trên led bể đoạn mà quét ấy, thì các bạn phải làm việc nó đủ cái số lần thì nó mới hiển thị được, hiển thị không bị hiện tượng nấp nấy. Đấy thì các bạn để hàm hiển thị ở trong này cho mình. Rồi sau đó biến KV0 thì mình sẽ chia 100 và chia cho 2.046 để lấy được nhiệt độ. Đấy, như bình thường như thầy hướng dẫn rồi. Rồi với LM1 các bạn chú ý LM1 mình sẽ lẻ K bằng 0. Đấy, rồi LM2 tương tự set ADC channel 1 thì LM2 dành cho cái
nhiệt độ thứ hai, biến K11 bằng gamma bằng 0. Rồi tương tự for 100 rồi hiển thị trên 126, khác ở chỗ là L12 mình sẽ gắn cho K bằng 1. Các bạn chúng em L11 gắn K bằng 0, L12 gắn K bằng 1. Rồi hàm Wyman xét trích khởi tạo các biến hay khởi tạo các bột hay sức hay. Rồi các bạn nhớ là xét chấp ADC chọn nguồn xung, rồi khởi tạo các bột FN0, FN1 như thế này. Rồi đầu tiên mình gắn trục bằng 0FF, đơn vị 0FF là mình xóa ấy. Mình tách ra cái led với đoạn này. Rồi ở trong hàm Y này mình sẽ, các bạn nhớ chú ý đặt, phải đặt trong cái hàm Y nha. Hàm nó phải thực hiện liên tục thì nó mới không sai được. Nếu không các bạn để cái L12 giả mã 2 thì để bên ngoài thì nó sẽ bị tách đi. Thực hiện một lần mà nó tách rồi xong nó tách luôn. Đấy, L12 giả mã 2. L12 giả mã 2 thì nó sẽ hiển thị, thì các bạn gọi L12 thì có nhiệt độ rồi thì mình sẽ giả mã hiển thị. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra nút nhấn. Nếu có nút á, đây hàm Y input on chờ thả nút ra. Rồi nếu có nút á thì sẽ kiểm tra. Nếu bây giờ K bằng 0 á thì nó sẽ gắn L12 giả mã 2. Không các bạn thì nó sẽ hiển thị nhiệt độ của con L12. Tại sao K bằng 0? Thì nể L11 á thì mình gắn K bằng 0. Đúng không các bạn? Thì L12 K bằng 1. Một nếu có ở nó, nếu K bằng 0 thì nó đang ở L11. Vậy khi nó nhấn nút á thì sẽ kiểm tra K bằng 0. Thì đang ở L11 thì nó sẽ chuyển sang L12 liền. Đấy, còn ngược lại á, nếu mà K bằng 1 á thì nó chuyển sang LM0. Thế như vậy nó ngược lại. L11 là tương ứng với K bằng 0, L12 tương ứng K bằng 1. Thì chỗ này thì nó đơn giản là kiểm tra K bằng 0 thì làm ngược lại, nó chuyển sang L12. Còn K bằng 1 á thì chuyển sang L11. Đấy, thì các bạn phải chú ý là nó còn cái khi không nhấn nút nữa thì nó đang ở L10 mấy. Nếu các bạn thiếu hàm L khi không nhấn nút á thì nó sẽ tắt đi. Nó hiển thị mà hiển thị không theo ý muốn. Các bạn chú ý là các bạn phải luôn luôn là đưa go, cái lệnh go to kiểm tra nó ở chỗ này, kiểm tra nút nắng. Nếu mà các bạn không có, để tài xem chút không giải thích sau. Chỗ này LX. Nếu mà chỗ này là kiểm tra khi mà không nhấn nút á thì không nhấn nút của các bạn. Không nhấn nút á thì nó ở L12 thì nó vẫn hiển thị ở L12 đúng không? Đấy, bây giờ nếu K bằng 1 thì hiển vẫn hiển thị L12. K bằng 0 vẫn hiển thị L10, chứ không phải ngược lại như trên nữa. Đấy. Và chúng ta phải có lệnh go to kiểm tra này. Đấy, để luôn luôn kiểm quay lại chỗ này để kiểm tra. Còn nếu không á, không có thì ví dụ đang ở L11 á. Đây, nếu K11, nếu K0 ở L11. Hay thực hiện hết cái vòng lẹp hết ít thì nó sẽ quay lại vòng lẹp qua ban đầu. Vòng lẹp qua ban đầu để mình đang gắn L12. Đấy, bây giờ mình sẽ nhảy tự động nó nhảy sang L12 không theo ý muốn mình nữa. Đấy, vì đang ở L11 nó không thực hiện ấy. Không có lệnh go to kiểm tra, nó quay lại kiểm tra chỗ này để nó thực hiện một trong những cái này. Mình để cái chỗ nào mình cũng để vòng chỗ if nào mình cũng để go to kiểm tra nha. Nếu mà không có thì nó sẽ quay lại ngay chỗ này. Nó thực hiện hết vòng while rồi nó sẽ quay lại ngay chỗ này. Nó giải mã L12 hiển thị nhiệt độ của 2 ra. Đấy, nó không theo ý muốn của mình, nó bị lẹp lại. Nhảy lại liên tục. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy. Đấy, thấy chạy đúng, mình đã chèn đây rồi, mình đã chèn rồi. Bây giờ mình sẽ chạy cho các bạn thấy. Đấy, đầu tiên nó hiển thị L12 nha các bạn, L12 đây. Cân 21, LM0 cân 0. Đấy, bây giờ hiển thị, bây giờ mình bấm nút. Nó chuyển sang 26. Đấy, bây giờ mình bấm nút lại. Nó chuyển sang được 21 ấy, hơi chậm. 26. 21. 26. Ai các bạn, bây giờ mình tăng lên này, mình giảm 26, mình giảm xuống. 2 lên 24 các bạn, mình bấm qua 23 nha. Mình tăng lên 22. Đấy. Nếu mà không có lệnh go to á thì như thế nào? Ví dụ mình đang 22 đúng các bạn, mình bấm này, nó sẽ hiển thị sang, nó bấm cái hiển thị sang 23. 23 thì nó ngay lập tức nó hiển thị về 22 nữa. Vì mình có một cái kết thúc vòng lặp quay đấy, nó sẽ quay lại vòng lặp quay ban đầu, nó làm tiếp là mình có vòng lặp quay hai lệnh là lệnh L12 và giải mã 2 hiển thị nhiệt độ cân 2 đấy. Đấy là nó. Vì vậy mình đã để một cái lệnh go to kiểm tra, quay lại kiểm tra nút nắng, luôn luôn làm kiểm tra nút nắng. Nếu không nắng nút thì tôi thực hiện cái vòng lặp if này. Ở chỗ if này thì hiển thị để K1 này, đấy là L11 giải mã chỗ này. Nếu không nắng nút thì thực hiện hai cái này, một trong hai cái này rồi quay lại tiếp kiểm tra có nắng nút không. Đấy. Vậy là mình đã hướng dẫn xong. Chào mọi người, chào thầy và tất cả mọi người.